quý vị và các bạn, hơn 40 năm trước, ngôi nhà của Tổng Bí thư Lê Duẩn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Triệu Phong góp sức dựng lại trên nền đất cũ sau khi bị khói lửa chiến tranh tàn phá. Từ đó đến nay, công trình sông nặng nghĩa tình này không ngừng được bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và sớm trở thành một di tích mang giá trị văn hóa lịch sử, thu hút đông đảo khách thập phương để tham quan, tìm hiểu. Trong chương trình Nét đẹp làng quê hôm nay, mời quý vị và các bạn về thăm lại di tích này qua phóng sự sau đây. Trải qua khói lửa chiến tranh, ngôi nhà của Tổng Bí thư Lê Duẩn đã bị kẻ thù đốt cháy nhiều lần. Sau ngày đất nước giải phóng, công trình chỉ còn trở lại nền đất cũ. Năm 1976, để ghi nhớ công lao to lớn của đồng chí Lê Duẩn và chuẩn bị đón đồng chí về thăm quê sau gần 40 năm xa quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Triệu Phong đã xây dựng lại ngôi nhà. Cuối năm 1977, chính quyền địa phương đã lập ngói thay mái tranh. Điều đặc biệt là ngôi nhà được dựng lại từ tất cả tình yêu thương, sự quý trọng, đã bốn lần đón đồng chí Lê Duẩn về thăm quê. Đó là vào các năm 1978, 1981, 1983, 1985. Chính tại đây, đồng chí đã có những buổi trò chuyện thân tình với bà con lối xóm, đảng bộ và nhân dân địa phương. 75 thì quê hương hoàn toàn giải phóng á, thì phải nói rằng là trên đất mảnh đất Triều Thành này là nó bị tàn phá rất là trầm trọng, kể cả cái ngôi nhà lưu niệm của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn. Thì trong quá trình từ đó thì đến năm 76 thì thực hiện cái ý kiến chỉ đạo của trên á, thì đảng bộ, chính quyền và nhân dân Triều Thành trong thời kỳ đó thì là chỉ bộ nhỏ thôi chứ không phải là đảng bộ như hiện nay, để huy động sức dân đóng góp san mặt bằng để làm lại cái nhà thơ nhỏ là năm 76. Và trong quá trình từ năm 76 đó thì phải nói là bản thân tôi được vinh dự là như vậy là tham gia ba lần sửa chữa cái nhà này. Lần đầu tiên là huy động sức dân để mà làm cái sửa chữa lại ngôi nhà, thì với tư cách là một đồng chí phụ trách cái mạng văn hóa xã hội phải lo cái mạng này. Và thứ hai nữa là năm 83, thì như vậy 83 là do cái điều kiện cái nhà nó hơi dột nát và hơn nữa xuống cấp, cho nên năm 83 thực hiện lời cái ý kiến chỉ đạo của thường vụ tỉnh ủy Bình Trị Thiên và thường vụ huyện ủy Triệu Hải thời kỳ đó, thì năm 83 thì tức nhiên là tiến hành sửa chữa cái nhà thứ hai. Và cái nhà thứ hai là lần thứ hai này ấy, thì cái nhà là làm hoàn toàn bằng lim. Thì sau làm bằng lim á, thì nó quá trình từ đó sử dụng cho đến năm 87 thì nó vẫn bị xuống cấp, là vì thời cái bên đó là bị mối mọt rất là nhiều, thậm chí cái gỗ ván nó lim nhưng mà có nhiều cái đoàn nó bị vẫn bị mối ăn do cái chỗ là cái gỗ bị ròn, cho nên mối ăn. Cho đến năm là năm 87 thì như vậy là tiến hành sửa chữa lại lần thứ ba. Thì lần thứ ba thì tất nhiên là tất cả toàn bộ cái nhà cũ đều dẹp đi và để lại một góc, là còn làm lại tất cả toàn bộ mới. Trong ba lần gặp đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn tại quê hương Triều Thành, thì lần đầu tiên được gặp thì phải nói rằng là bác dặn dò một câu rất là đơn giản thôi: sống phải có lao động, tình thương và lẽ phải. Cái thứ hai nữa là quê hương mình trước đây rất là nghèo nàn, cho nên là các đồng chí là cán bộ thì các đồng chí nên quan tâm đến đời sống của dân, và một mặt nữa là các đồng chí luôn đoàn kết để giúp dân phát triển kinh tế. Nhằm ghi nhớ những công hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn với cách mạng Việt Nam nói chung và quê hương Quảng Trị nói riêng, ngày 11 tháng 12 năm 2001, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có quyết định số 3074 về việc phê duyệt dự án đầu tư tôn tạo khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và địa phương. Quy hoạch lần này được mở rộng khuôn viên lên 7.500 m². Dự án bao gồm các khu chức năng như nhà tưởng niệm ở phía nam được đặt tường chân dung đồng chí Lê Duẩn, nhà trưng bày lưu niệm ở giữa có 2 tầng tạo ra một không gian trưng bày rộng rãi, tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Tổng Bí thư qua các hình ảnh, hiện vật quý giá, giúp những người đến thăm khu di tích hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách Tổng Bí thư. Đặc biệt là những đóng góp to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.
Phía Bắc là nhà lưu niệm, tức là ngôi nhà được xây dựng trên hình nhà cụ, làm nơi thờ cúng tổ tiên của gia đình đồng chí Lê Duẩn. Tất cả các công trình này được tổ chức hình thành lớp rộng vào đúng dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2005. Cái nhiệm vụ chính của chúng tôi được giao đó là tổ chức đón tiếp các đoàn lãnh đạo Đảng Nhà nước, các bộ ngành trung ương đến thăm viếng một cách chú đáo, thuyết minh hướng dẫn cho công chúng nhân dân đến tham quan, tìm hiểu về thân thế cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Lê Duẩn, bảo vệ và bảo quản toàn bộ tài liệu hiện vật tại bảo tàng để phục vụ cho khách đến tham quan. Và đồng thời chúng tôi cũng tăng cường công tác chăm sóc bảo vệ cảnh quan môi trường. Nằm trong hệ thống di tích lịch sử cách mạng, gần với cùng di tích 84 ngày đêm thành cổ Quảng Trị, di tích khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn còn là một trong những địa chỉ tham quan du lịch, hình hương về cội nguồn của các cựu chiến binh, học sinh, sinh viên, du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến Quảng Trị, làm tăng thêm tính sinh động, phong phú và đa dạng cho loại hình di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Khu di tích lưu niệm đồng chí Lê Duẩn còn là nơi giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, một trong những địa chỉ đỏ về hoạt động giáo dục truyền thống và sinh hoạt văn hóa cho các thế hệ, không chỉ riêng đối với Quảng Trị mà còn đối với cả nước. Nơi đây hàng năm thường diễn ra các buổi lễ sinh hoạt của cán bộ và tuổi trẻ ở địa phương như dân hương, dân hoa, bảo công nhân các ngày lễ lớn của quê hương đất nước và kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của đồng chí. Các hoạt động trên đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho du khách mỗi khi đến với di tích. Đặc biệt, vào dịp kỷ niệm ngày sinh của đồng chí, đảng bộ và nhân dân địa phương còn tổ chức lễ hội đua thuyền ngay trên bến sông Thịnh Hàn thuộc khu di tích. Khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn còn thể hiện tình cảm và tấm lòng hết sức cao quý, sự biết ơn, trân trọng của toàn đảng, toàn dân nói chung, của đảng bộ và nhân dân Quảng Trị nói riêng đối với nhà lãnh đạo kiệt xuất của đảng, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị. Khu di tích mãi mãi là địa chỉ đỏ, là nơi tìm về của bạn bè quốc tế, là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng của cha ông cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Cháu đã được đến thăm khu lưu niệm của Bác Duẩn nhiều lần rồi, và mỗi lần đến đây là nguồn động lực giúp cháu học tập tốt hơn. Cháu hứa sẽ học tập thật tốt để xứng đáng là người con trên quê hương bạn. Thưa quý vị và các bạn, lâu nay hình ảnh di tích khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhiều du khách gần xa. Để làm nên điều đó có sự đóng góp không nhỏ của những cán bộ, viên chức, ban quản lý di tích. Không quản ngại khó khăn, ngày ngày họ lặng lẽ làm nhiệm vụ với tất cả tình yêu và trách nhiệm. Là một thuyết minh viên được phân công làm nhiệm vụ thuyết minh tại khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, đó là vừa trách nhiệm vừa là niềm vinh dự của bản thân tôi. Và để làm tốt công tác, tôi phải không ngừng trau dồi học hỏi kiến thức, kinh nghiệm của bản thân và cũng như từ sách báo, các trang mạng truyền thống để tích lũy những tư liệu cần thiết để đưa vào bài thuyết minh làm cho đầy đủ, xúc tích hơn, và đồng thời còn phải trau dồi thêm phong cách thuyết minh hướng dẫn, đặc biệt là rèn luyện giọng nói để truyền cảm hơn, đem lại cảm hứng cho người nghe khi giới thiệu về một vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, đó là đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, là một người con của quê hương Quảng Trị chúng ta. Chúng tôi là một người dân thường thường hay xem chương trình của đài phát thanh truyền hình Quảng Trị. Chúng tôi thấy là chương trình của đài rất phong phú, rất gần gũi đối với người dân chúng tôi. Là trong những cái chương trình như chương trình xây dựng nông thôn mới, các cái chương trình khoa học về kỹ thuật, thời gian tới chúng tôi đề nghị thêm đài phát thanh truyền hình Quảng Trị làm thêm những cái chương trình về cuộc đời hoạt động của Bác Lê Duẩn cũng như các cái lãnh tụ khác của đất nước, và để nhân dân chúng tôi được học hỏi và trao dồi thêm những cái kinh nghiệm, những hoạt động của đời của các vị lãnh tụ. Người dân thì theo như chúng tôi hay cập nhật của đài truyền hình phát thanh Quảng Trị thì thấy những cái chương trình nói chung thì khá phong phú, nhưng ngoài ra là cái đối với người dân là có một cái thiết thực nữa, đó là trong các cái chương trình phát là cũng xin đài truyền hình phát thanh Quảng Trị là phát sóng thêm cái chương trình mà
những cái thiết thực mà người dân là mong muốn là về thủ tục hành chính. Thì dù như đến bệnh viện, tức là cho người dân biết là về cái thủ tục là nhập viện như thế nào và ra viện và vấn đề chi phí như thế nào. Đó là cái thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là về cả cái thủ tục hành chính mà giấy liên can đến giấy tờ. Thì dù như là đất đai hoặc liên can về vấn đề mà bên tư pháp, thì để cho là người dân cập nhật rõ và khi đến làm là khỏi lúng túng trong các cái vấn đề đó. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục nét đẹp làng quê tuần này đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.